đã bông đại sinh ra thì dạp tha khém cho nam của bốn cho nam vẫn đã 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 bông trong bác đại môn cầm nát kê bình đấy vì ấy thi kê bình đấy lôi ấy xem xây trên trò cho các nam bông đấy chắc xa bác là nhưng em lưu kêu mà bằng hàng bông đi cứ bông cho bình đấy cho nam lắc ông em bình đấy đấy tặng hỏi bông cho luôn môn xam rồi môi vị rối nơi làm lại lá ca bạc lại nơi sao tài môi chân sắp tồn nơi sao tài xôn dịch bạch xôn dịch chất dịch vị rối yên cơ một cái flat rate với cả bạc thể bông ca vẹn nó thu thay trên xa bát mà chẳng luôn xa bát khá lăng nha bông á cũng thay lại đo rùm lúa xôn rồi vị rối xôn bay tại bông cho luôn môn mập hay vị rối nơi tài lan cả đầu ca bạc cái cực là hô đo môi chạy bạc vị rối hơi bập thêm rèn rèn hói kê nơi bốc và thêm xe vạp xe xe mặt thái xa xâm hát xâm đà lạ được hai đi hai có chia hai thon môi đại cơ ai nẹ đai mặt bàn đâng qua đồng biến nâng mà chẳng muốn nẹ đai mặt bàn đai mặt bàn xoay nhô bình qua đồng biến nâng cao qua đồng biến nâng bóng áp bình môn trả ơn à con tay ta vô trả lắm tha có tờ hồ cả lại nè đã ai đã xin áp mặt vào phòng phần cho em rồi có phòng bởi cho em rồi nó không chật cốt nó không ở quay được có thuộc đằng máu rồi sân bà thì dạng bên đã xin áp căn tài vế băng và trăm xin áp được lệnh đôi ưu tiên hoa tha băng chật bẹt tất mà mở băng tinh lan tờ lại mở mơ bay con mà mở buôn con đây chân tới băng cho luôn một hay phía rồi hai nơi rưu môi cả băng cho luôn khác nơi chật bẹt tờ lý kia là mở mơ một con chắc à vậy để bộ dương thuộc cực cực ló màu sở mẹp nhẹ tại ọc ban chưa điệp cho bạn thì qua đồng biến nữa bông đấy có tay để dương thay ok tập tay vào mới một quan tập đấy chỉ muốn nó xa ban đã băng vào mùi chứ nắm hay được băng vào chứ nắm chứ bác chỉ băng vào chứ nắm chạy tới băng trăm hai tờ chia này mẹ ạ bông bông ạ khi bông bông thuộc bên cao dương trở lắm chẳng ạ bông bông thuộc bên bông bông thuộc bên cao cực chẳng ạ ok hóa ra dương cái vẹn đồng biến kia tinh lan lại một mớ buôn con cho luôn một bay con này cho mẹ tầm này kia một con mà mớ bà con cả đá bông cho ba chỉ cần thác bóng trăm cho nắm thêm cho mỗi đồng bông của mỗi cho nắm thêm cho mỗi đồng bông phân cho nắm cho ba chỉ cả bông bằng phân cho nắm bông phải trăm khăn tầm chiếc ngay mẹ này bông bông thu lọc bông thu lọc cần chân đại ẩn bông thu lọc cần chân đại ẩn của dân trẻ cân thắng cả nào là dạng phê căn tài vế chạy và trăm khai tới mang chia bằng trăm khai phải đẩy bằng trăm khai tới chia mà thôi chứ bằng phải xem chứ ba chia cả bằng phải xem nó tới chia bằng của mũi cho em mới bền ăn bằng nó bằng bên cạnh chân ăn bằng bên cạnh chân ăn bông bông tặng áo khăn chân nhâm khẹp chỉ qua được miếng muối mẹ bông bông đã tai ban ở mẹ đã bông bông đã ban tai ban khơi nhờ cả bọn sẽ vào nhóm mất á tam bật tới chia thon mặt đá tới bên đại bông nó bên đại bông đăng tha dạng bên của mũi chân lắm nó bên đại bông đăng tha dạng bên của mũi chân lắm phải là một bông chân lắm mua tay là dạng bên một bông chân lắm bông tay chiên nước vì ai chỉ hai thau muối vừa xong rồi mà dạng tài có bật tái ở quay đại bông thở tâm và tham tiền hai sự chặt một bên đây tới bông ai thở tâm và tham tiền rồi mẹ đẹp lại ở bàn đấm hai giờ ôn ôn lại ở tại bàn đấm thì còn miền đất an chưa điệp chưa qua là miền tham tiền thở hào rồi mẹ ca bông rồng lúa ca bông và trăm tháng cứ viêm bên cắt ta là dơ thở dơ mà cả là điều tí muối cứ dơ thở tâm tha tá tập lôi chụp mẹ mà tí pi dơ thở tâm tha ra ca prạ tổng tí bay dân thở đăng tháng rồi chạy về cầm chay phần mạng và sắp bảo nóng cả lần này đây lôi cho bẹn tật này ông chỉ hoa tha lôi cho bẹn mà mới mà quan tật này ca bạ tật này ca bạ tật này là ông chỉ hoa tha mà mới mà quan ca bạ xôn chân bạch rằm và sắp bảo lôi cho bẹn mà mới mà quan tật này ra ca bạ xôn thật bạch răng tật đáy rồi dạng phê phẩm mũi cho nắm hai nâng bà thiệp chỉ mũi nâng lôi mà mới mà qua này chỉ vẹn tật đáy ca bạ xôn
ចូលចិត្តប៉ែប្រាំប៉ុណ្ណាប្រយៈពេលប៉ុន7ឆ្នាំវិញច្បាស់ជារយៈពេល7ឆ្នាំបងប្រចាំខែតិចជាងហើយអាយពីអីបងប្អូនអ្នកចឹងអ្វីដែលបងប្អូនធ្លាប់គិតកន្លងមកគឺយើងគិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំចង់ប្រាប់នៅក្នុងឡាយនេះភាពពិតទៅភាពច្រើនភាពច្រើនណាបងណាភាពច្រើន ភាគច្រើនកាបងរំលោះឡានដែលបងប្អូនបានឃើញនេះណាបងណាស្ថាប័នធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺមានច្រើនអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំចង់រៀបរាប់បន្ថែមស្ថាប័នដែលបងក្មួយឆ្នាំដែលអ្នកខ្ញុំលើកយកមកបង្ហាញនេះក្នុងករណីដែលបងទិញឡានចូលរួមមុនចាប់ពី 26% គាត់គិតការប្រាក់យើងតែ0.83%ក្នុងមួយខែ ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នមួយនឹងផ្ដល់រយៈពេលកម្ចីច្រើនបំផុតត្រឹម6ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក៏ផ្ដល់កម្ចីត្រឹមតែ6ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលបងចង់បានកម្ចីដល់7ឆ្នាំមានកន្លែងមួយផ្សេងទៀតមិនមែនកន្លែងដដែលនោះគឺមានកន្លែងមួយផ្សេងទៀតដែលបងអាចដាក់ស្នាប័នដល់7ឆ្នាំ ប្រភេទរថយន្តដែលខ្ញុំកំពុងតែលក់ឬមួយក៏ពាក្យច្រើនគេលក់គេហៅថាប្រភេទឡានទៅជុះតើតាព្រះសូន 6 សូន 7 សូន 12 ឬមួយក៏ប្រភេទឡានកម្មរីសូន 7ឬមួយក៏ប្រភេទ GI 300ឬមួយក៏ប្រភេទ AI 300ហ្នឹងណាបងណាប្រភេទឡានហ្នឹងគឺប្រភេទឡានទៅជុះអស់ហ្នឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ស្ថាប័នធនាគារឯកទេសតែកំពុងតែចរាចរកំពុងតែប្រកបរបរអាជីវកម្មដល់លូនឬក៏ផ្ដល់កម្ចីទៅលើការទិញឡានហ្នឹងណាបង ធនាគារដែលបង់7ឆ្នាំឬក៏ស្ថាប័នធនាគារឯកទេសដែលបង់7ឆ្នាំគឺជាស្ថាប័នធនាគារមួយផ្សេងទៀតអត់ចំនួនគ្នាបងគឺ2ដាច់តែឡែកពីគ្នាឬក៏3ដាច់តែឡែកពីគ្នាអ្វីដែលបងៗត្រូវដឹងអូនៗត្រូវដឹងគុំមីងត្រូវដឹងគឺស្ថាប័នផ្សេងគ្នាស្ថាប័នដែលបង់6ឆ្នាំនេះដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងៗអំពុំមីងគាត់បង់6ឆ្នាំច្រើនបំផុតហើយ ប្រម៉ូសិនគាត់ធ្វើចង់ថ្ងៃទី31ខែ3នេះបងណាបងចូលរួមមក20%20%ក៏ត្រូវការប្រាក់យើងសូន្យ7%ផ្លាត់រ៉េតក្នុងមួយខែតែនៅពេលដែលបងចាប់បាន7ឆ្នាំបើសិនជាកន្លែងផ្សេងគេច្បាស់ជាប្រាក់ថាមានក៏ប៉ុន្តែបងអ្វីដែលខុសនោះខុសការប្រាក់តែគេអត់ណែនាំប្រាក់បងការប្រាក់គាត់ថ្លៃជាងថាដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងយកមកគណនា ចែកប្រចាំខែនៅក្នុងការបង់កន្លែងបង់7ឆ្នាំហ្នឹងបងណាទឹកមួយ6បពាន់ដូចគ្នាបង់7ឆ្នាំតែយើងយល់ច្រឡំយើងតែងតែយល់ច្រឡំថាការបង់7ឆ្នាំហ្នឹងបង់ប្រចាំខែទៅជាងទុយទៅវិញគឺខុសសន្លឹកពីការគិតរបស់យើងគឺកន្លែងតែបង់7ឆ្នាំហ្នឹងបង់ច្រើនជាងកន្លែងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបង់6ឆ្នាំទៀតយាយមែនណាព្រោះហេតុអី ការប្រាក់គាត់ថ្លៃជាងបងនឹងគាត់នៅមានសេវាប្រចាំខែប្រចាំខែមួយខែសាមសិបមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ឆាតសួរកន្លែងឃ្លាំងមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងបងណាខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំអត់ខ្វាត់គាត់ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ព័ត៌មានទៅគាត់វិញ ឧទាហរណ៍ថាអូខេគាត់មកដល់គាត់ទិញឲ្យចូលរួម26%ខ្ញុំប្រាប់ថាបងអូនអត់ចាំបាច់7ឆ្នាំទេប្រសិនបើអូន